Bây giờ thì mẹ sẽ nêm gia vị nha. Nãy bỏ gì vô người ta? Chân ớt à? Lương ớt à hả? Cho tí xíu Chấm muối canh vô nè. đĩa. Chấm muối vô. Chấm thêm cái mùi vị rất là ngon. Thật ngon. Ăn ớt không? Thùy Dung chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay Thùy Dung làm cái ẩm thực Ít mày đừng đừng làm đừng nho nhiều quá cay cứ hồng không mày. cay hả? Quý cô chú anh chị biết cái hũ này là hũ gì không? Đây là hũ mắm tôm. Một cái nỗi kinh hoàng của Thùy Dung hồi sáng tới giờ, Thùy Dung bị xỉu, Thùy Dung dậy không nổi luôn. Thùy Dung mét quý cô chú ông bà của bé Hùng nghe nè. Hồi sáng đó hai mẹ con ngủ dậy quý cô chú anh chị, chủ nhật. Cho nên ngủ dậy trễ đó bụng, mở tủ lạnh ra thấy có lạp có xúc xích với lại cá hồi. Cái thì Dương mới bỏ trong cái lò nướng không dầu ấy, thì Dương nướng. Thì trong lúc mà thịt thì Dương đợi thì Dương nướng quý cô chú anh chị em. Cái thằng Hùng nó lấy cái hũ mắm tôm nó múc ra. Sai rồi, Sao rồi? sai Chứ rồi, sao mày sai kể? rồi. Chứ sao kể nghe coi. Con sắp xếp hết đàn trong nó thì dạy cái gì á. À. Sao mà chế công tâm nè. Rồi chế mắm tôm lên. Trời quý cô chú anh chị biết không? Cái Thùy Dương đang lay quay mà lúc bé Hùng bày đồ ăn từ trong cái nồi nướng air fry đó nó xong rồi đó, cái Hùng mới lấy cái dĩa, Hùng mới chất đồ ăn ra, cái Hùng mở cái nồi cái hũ này ra nè, mà Thùy Dương đâu có biết đâu. Thùy Dương đang lau tủ lau đồ đang khum khum lay hoay làm, cái tự nhiên là ủa sao có cái mùi gì kỳ vậy ta, cái mùi nước mắm nó hôi dữ vậy. Cái Thùy Dương mới hửi cái tay của mình có hôi không, có hôi. Thùy Dương ngửi cái dẻ của mình có dính vô nước mắm không mà sao nó hôi vậy? Không có hôi. Tìm tìm khắp nơi luôn, không có tìm ra được cái nguyên nhân. Cái lát nữa thì Dương thấy với Hùng nó ăn mà thường thường nó có cái nước mayonnaise đồ á. Cái bữa nay thì Dương thấy không có cái nước chấm đó. Cái thì Dương mới hỏi Hùng ủa sao con ăn con không lấy nước chấm con ăn Hùng. Hùng nói thôi con không cần mẹ. Mà mẹ ơi mẹ thử đi. Hồi sáng con nói gì quên rồi. Cỡ chứ không tin rồi. À, mẹ ăn thử xúc xích với lại mắm tôm đi ngon lắm mẹ. Trời ơi lúc này thì Dương mới táo quả tâm tin anh chị. Tại thì Dương thường thường là cái món mắm tôm này là chỉ sử dụng cái món mắm tôm này là chỉ sử dụng khi nào, chỉ sử dụng khi nấu bún riêu hoặc là khi ăn bún riêu hoặc là nấu bún bún bò Huế thôi. Mà hôm nay là ăn xúc xích mà ổng lại múc ổng lại lấy cái này ra ổng chét lên xúc xích. Trời ơi mà tao nói hả, nó ủ nước mắm mình, nước mắm nhà mình hết hay bữa nay rồi mà tại sao nay có cái mùi nước mắm mà cái mùi gì kỳ mà nó nặng mùi dữ vậy nè trời. Cái mũi của Dương hửi hửi mà Dương không tìm ra được luôn quý anh chị. Trời ơi, dã man lắm anh chị, dễ sợ lắm. Thì ra là cái ông này ông mở cái hũ này ra nè anh chị, mà Dương mua cái hũ này để thì Dương nấu bún bò Huế. Ông mở ra xong cái ông đậy lại anh chị, trời ơi nó hôi mà nó hôi. Cái Dương mới nói con lấy hả, con lấy cái hả cái hũ này ra cho mẹ. Thì Dương nghi là nó đậy không có chặt rồi, nó còn cái mùi. Mở cái hũ ra dặn lại anh chị và nó mới hết mùi anh chị. 6 năm trời á. Người ta nói là Dương nghe nhiều anh chị sống ở nước ngoài á là chịu không nổi, ngửi không có nổi cái mùi mắm tôm, đúng thiệt luôn á. Dương chịu cũng không nổi luôn, bây giờ Dương ở 6 năm thì Dương hiểu được cái cảm nhận của nó, để cái đây mà nó có cái mùi này chịu không nổi luôn á. Ôi à. Thì Dương muốn năn nỉ Hùng ơi, mẹ năn nỉ con nha, ngày bình thường con đừng có lấy này ra con ăn nha Hùng, nó có cái mùi chịu không nổi. Lỡ nhà mình mà có khách tới á, đột ngột là nó không có khử được cái mùi nó luôn, kinh khủng lắm. Thật sự anh chị sợ cái mùi mắm tôm thiệt luôn á. Ngày xưa mình thấy nó bình thường á, mắm tôm mắm ruốc bình thường, mà bây giờ là ngửi cái mùi chịu không nổi. Cảm thấy sợ luôn á anh chị. Có quý cô chú anh chị nào giống thì Dương không? Bị sợ mắm tôm không? Mà anh chị biết mỗi lần mà nấu bún bún mắm á, bún bún bò Huế là buộc phải bỏ mắm tôm, chứ không bỏ mắm tôm thì nó không có ra vị, mà nó hôi cái nhà mà nó hôi dễ sợ lắm quý anh chị. Thì Dương phải mua cái loại nến, mà cái nến khử mùi nè thì Dương đốt nè, có nghĩa là mỗi lần mà nấu đồ là thì Dương phải mở cái này lên ăn cho nó bớt cái mùi hôi đó anh chị, chỗ nó hôi dễ sợ lắm, có ai giống gì thì Dương không nói thì Dương với nó hôi lắm quý vị.